trọng kính quý cha chính sứ phó sứ, trọng kính quý hội đồng mục vụ giáo xứ Thanh Bình, trọng kính tất cả quý quan viên hai họ và tất cả quý khách rất thân mến. Hoàng được tham dự tiệc cưới tại giáo xứ Thanh Bình lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên rất sung sướng được vợ chồng anh chị Ân Phúc và Thiên Nga giới thiệu nói về nhạc sĩ Cao Huy Hoàng. Xin thưa rằng Cao Huy Hoàng thì có tên nhưng mà bài thì bây giờ của thiên hạ hết rồi. Ngày đó Hoàng viết xin định nghĩa tình yêu, đồng sinh thơ tình yêu mến nếu các ca đoàn thì biết. Hôm nay những bài đó không phải của Hoàng nữa mà của tất cả mọi người. Vì thế cho nên Hoàng không biết nói gì hơn. May quá có nhạc sĩ Thanh Lâm mới nói. Nhạc sĩ Thanh Lâm mới mớm cho Hoàng câu này: làm người đàn ông có giá trị là phải biết làm cho đàn bà vui. Có đúng không nhạc sĩ Thanh Lâm? Ai đồng ý? Xin cho một tràng pháo tay. Hoàng giật mình nhớ đến một đoạn trong sách Thanh Bút cho Thái viết rằng: xin đừng làm phụ nữ khóc vì Thượng Đế đang đếm từng giọt lệ của nàng. Hãy nhớ rằng nàng đi ra không phải từ cái đầu của chàng, không phải từ bàn chân của chàng, nhưng người đi ra từ cạnh sườn của chàng. Vì thế cho nên nàng có quyền gối lên ngực chàng và đón chờ một nụ hôn yêu thương. Hôm nay tại nhà gái Hoàng My chọn anh Thiên Phúc làm chồng. Ước gì Thiên Phúc sẽ nhớ rằng Hoàng My không đi ra từ cái đầu, cũng không phải đi ra từ cái chân, nhưng đi ra từ cạnh sườn của Thiên Phúc. Và bây giờ Hoàng My sẽ được êm ái, được ôm ấp trong vòng tay yêu thương và gối lên ngực chàng để nói lên lời yêu anh trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn. Và để diễn tả tâm tình đó thì không ai khác hơn là nhạc sĩ Thanh Lâm và ca sĩ Ân Phúc sẽ cùng song ca thay cho Hoàng. Tại vì Hoàng ngày ấy đâu rồi, bây giờ ngày ấy đâu rồi, không còn hát gì được nữa. Xin mời hai vị tiến lên đi. Đáng lý là phải có Thiên Nga nữa kìa, mà Thiên Nga dành quay phim rồi. Xin kính chào bà con hai họ, xin chào những người thân yêu ạ. Có quen hay không quen thì giờ mình cũng lỡ quen rồi ha. Thanh Long xin chúc mọi người một buổi trưa cuối tuần thật là ấm áp, niềm vui và một bữa ăn thật là ngon miệng. Chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm vui nhộn ha, với phần trình bày của ca sĩ bố của chú rể. Lâm là một cái người bạn ha. Nhạc phẩm 60 năm cuộc đời, xin tiến từ tràng pháo tay ạ. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời,
xưa.